Thưa quý vị, ngày 25 tháng 4 tại Hoàng Thành Thăng Long, chuỗi sự kiện của chương trình mang tên Check-in Việt Nam, Tự hào Việt Nam đã được ra mắt tại Hà Nội nhằm quảng bá những hình ảnh về các danh lam thắng cảnh của đất nước và tuyên truyền rộng rãi tới cộng đồng về lòng tự hào dân tộc. Đây là chương trình du lịch khám phá địa danh văn hóa dân tộc do Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức và thực hiện từ năm 2019 đến 2024. Chương trình Check-in Việt Nam, Tự hào Việt Nam với chuỗi sự kiện hấp dẫn nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ trong việc quảng bá những hình ảnh về danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa dân tộc gắn với bảo vệ môi trường, đồng thời giới thiệu về các nét đẹp văn hóa, phong tục tập quán của các địa phương trên mọi miền Tổ quốc Việt Nam. Chương trình cũng giới thiệu ứng dụng di động mạng xã hội du lịch Check-in Việt Nam, cuốn bách khoa toàn thư điện tử về du lịch Việt Nam, góp phần đưa Việt Nam trở thành đất nước du lịch thông minh nhờ công nghệ 4.0. Đối tượng tham dự là những cá nhân tổ chức mang quốc tịch Việt Nam hoặc những người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, du lịch tại Việt Nam. Thể loại dự thi bao gồm 3 hình thức: bài viết, hình ảnh, video. Các tác phẩm sẽ được ban tổ chức tiếp nhận thông qua ứng dụng của chương trình. Cuộc thi sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 đến 30 tháng 11.